thí sinh Đỗ Đức Minh, học lớp 4 trường tiểu học Ngọc Khánh, Hà Nội, với tác phẩm Castle Defense, bảo vệ lâu đài, được sáng tạo và kết hợp từ nhiều nhóm câu lệnh khác nhau, với nhiều cấp độ khác nhau cho trò chơi, từ dễ đến khó. Mục tiêu là bảo vệ lâu đài của mình khỏi quân địch. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi phần trình bày của mình nhé. Rồi, con đã nghe kỹ thể lệ thi của mình chưa Đức Minh? Rồi ạ. Rồi, ok. Vậy con đã sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ con hãy trình bày sản phẩm của mình và cấu trúc con sẽ tự tin để có thể là hoàn thành được cái phần thi của mình thật là tốt nha. Vâng ạ. Rồi, phần thi của Đức Minh bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, khán giả và các bạn học sinh, sau đây mình sẽ trình bày phần trò chơi của mình, Castle Defense. Khi bấm vào trò chơi, các bạn sẽ thấy với nút Start thu nhỏ và to dần. Ở giữa, khi các bạn bấm vào, nó sẽ có những đám mây và những con chim bay qua, cộng với những kẻ địch đang đi lấy lâu đài của mình. Mình cần phải bắn nó để mình được cộng điểm. Nếu mình được 5 điểm thì mình sẽ chuyển ra level 2. Đội quân địch sẽ ác liệt hơn và chạy nhanh hơn. Khi mà đội quân địch chạm với cái lâu đài thì mình sẽ bị mất máu. Và khi mình hết máu thì mình sẽ bị thua. Và nó sẽ bắt đầu quay trở lại nút Start. Khi mà mình được 15 điểm thì nó sẽ sang level 3. Level 3 sẽ có một lâu đài địch bên phía bên này. Và đội quân tốt của mình sẽ bắt đầu ra. Lâu đài địch sẽ hướng đạn về đội quân tốt của mình. Và nếu mà đội quân tốt của mình nó chạm đến đây, nó chạm đến lâu đài địch, thì lâu đài địch sẽ mất một máu. Và đến khi 25 điểm và đến khi mà đội quân tốt chạm đội quân địch thì cả hai sẽ ẩn và mình sẽ không được có điểm bởi vì cả hai sẽ chết. Thế nên là khi mà mình sang 25 điểm thì mình sẽ được sang level 4. Nếu mà mình sang level 4 thì đạn của địch sẽ bắn nhanh, vô cùng nhanh hơn và quân địch sẽ chạy nhanh và quân địch của mình sẽ ra lâu hơn. Và khi mà mình được 35 điểm là mình sẽ lên được level 5. Và level 5 là level cuối cùng. Tất cả các điểm tiến độ còn lại nó sẽ nhanh hơn mức bình thường. Em xin hết ạ. Con cảm ơn ban giám khảo, khán giả và các bạn học sinh đã lắng nghe ạ. À, và Đức Minh chỉ mất 3 phút để hoàn thành cái phần giới thiệu về sản phẩm của mình. Bây giờ con cảm thấy bớt rung chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Và phần thi của con đã kết thúc. Xin mời các câu hỏi của ban giám khảo ạ. Thì đầu tiên thì cho anh hỏi tí này. Là cái viên đạn của mình ấy, mình bắn được đúng không? Thì cái viên đạn của cái máy của mình bắn thì nó có cái kiểu thời gian đợi giữa hai viên đạn bắn không? Hay là em ấn bao nhiêu là nó sẽ bắn bấy nhiêu viên đạn? Khi mà em ấn bao nhiêu thì nó sẽ bắn bấy nhiêu cái đạn ạ? Có nghĩa là em ấn càng nhanh thì nó sẽ bắn càng nhiều đúng không? Vâng ạ. Vậy thì như thế này thì anh lại có thêm một góp ý này. Có nghĩa là mình nên cho một cái là thời gian đợi của viên đạn, kiểu như là cách một lúc thì mình mới bắn được thêm một viên đạn nữa để có thể gọi là tăng độ khó cho game. Không thì nếu mà mình chỉ cần cứ bấm liên tục tại một vị trí ấy thì cũng không có kẻ địch nào để vượt qua được cái viên đạn đấy của mình.
Cho nên là đấy là vâng. Đấy là góp ý của anh là thêm về một cái đấy. Là như thế. Vâng ạ. Ừ. Em cảm ơn còn, ạ. Ừ. Còn thật ra là cái thao tác này khá ngắn. Mình có thể thử luôn không? Ừ. Thêm một cái phần là thời gian đợi giữa các lần bắn thôi. Ừ. Vâng ạ. Ừ. Là em chỉnh như thế này được chưa? Mình chạy thử game lên đi xem nào. À. Em để chạy thử. Ừ. Thế thì bây giờ mình thử bấm liên tục vào một vị trí đi. Ừ. Xem giữa các cái lần bắn nó đã có một cái khoảng thời gian đợi chưa? Ừ. Rồi như thế là à, giữa mỗi lần bấm thì đã có một khoảng thời gian đợi đúng không? Đó, thì đấy chính là cái yêu cầu mà anh Hiếu anh muốn nói. Cái phần này thì cho mình góp ý nhé. Thực tế thì bạn thí sinh Minh đúng không? Con muốn mà đợi một cái thời gian giữa các lần bắn ấy thì con sẽ tìm vào cái đối tượng mà con tạo ra một cái sự kiện đó là bắn. Đó. Thì ở đây chỉ con chỉ đang đợi giữa các bản sao thôi, chứ là con không phải là điều đang là điều khiển quá trình bắn của chúng ta. Con phải tìm ra cái đoạn mà đang bấm vào nhân vật này ấy, thì con sẽ đưa vào trong sự kiện đó nhé. Trước khi mà chúng ta tạo ra một cái sự kiện là bắn đấy, thì chúng ta xen một cái khối lệnh đợi vào. Cái thứ hai nữa mà thầy muốn trao đổi với mình một chút nhé, tức là con vừa giới thiệu đúng không? Khi mà chúng ta được 25 điểm thì chúng ta sang level 4 đúng không? Có phải không nào? Vậy thì khi mà chúng ta level 3 thì xuất hiện một cái lâu đài của đối phương. Và vâng cái lâu đài đối phương cũng có thể mất máu được, đúng không? Vâng ạ. Đấy. Nhưng mà đến level 3 ấy, sẽ có một cái đội quân là đội quân của địch nữa. Giả sử như bây giờ thầy tiêu diệt được hết cái đội quân địch, số điểm của thầy là 25, thì liệu lúc đó thầy có sang level 4 không? Có. Thế còn cái lâu đài địch khi mà nó chưa hết máu ở level 3 thì nó sang level 4 nó sẽ như thế nào? Hay là nó lại nạp đầy máu? Đúng không? Nó sẽ nạp đầy máu. Nó sẽ nạp đầy máu à? Ở chỗ đây thì cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta khi mà sang level 3 rồi thì thầy nếu như con xử lý như vậy ấy, thì thầy vẫn thấy chưa hợp lý cho lắm. Vì khi mà chúng ta sang level 3 đúng không? Thì chúng ta cần phải tiêu diệt được cả lâu đài này, rồi tiêu diệt được toàn bộ quân địch này. Nhưng mà khi chúng ta mới tiêu diệt được hết toàn bộ quân địch, điểm số của chúng ta được 25 rồi, thì chúng ta lại chuyển sang level 4 đúng không? Mặc dù thì cái lâu đài của chúng ta vẫn còn, lâu đài địch ấy, đúng chưa? Vâng. Ở phần này thì mình có thể xử lý là khi mà cái lâu đài địch phải bị hạ ngục rồi, đúng không? Rồi toàn bộ lính bị tiêu diệt rồi, điểm số của chúng ta lớn hơn 25 thì chúng ta sẽ chuyển sang level 4 nhá. Vâng ạ. Em cảm ơn góp ý của thầy ạ. Thầy có một cái câu hỏi này nữa cho con ha. Thì cái này thầy thấy trong quá trình con chơi game, con di chuyển con chuột để hiện ra cái hình ảnh là cái mục tiêu để mình bắn đúng không? Thì thầy thấy trong quá trình bắn á, của cái tòa lâu đài của mình á, nó chỉ nằm ở một vị trí thôi. Và nó không có giống như khi mà lâu đài của địch xuất hiện. Tại sao nha? Tại vì khi mà con bắn con bắn lính từ địch qua thì nó chỉ xuất hiện ở đâu đó, ở ngay cái vị trí khung hình ở đây. Thầy thấy ở đây. Nhưng mà đối với lâu đài địch khi xuất phát ra thì nó có thể xác định được vị trí của lính từ bên mình đi qua và nó có thể bắn được.
Thì chỗ này nó con có thể giải thích rõ chỗ này xíu cho thầy không? Tại cảm giác nó chưa đúng lắm. Này giờ con bắn đây thì nó chỉ bắn ở một hướng đúng không? À, tùy theo góc độ để à. Vâng ạ. Ờ rồi ok, rồi. Ừ, câu hỏi của thầy tới đây thôi. Vâng. À, không biết là còn nhóm bạn nào có câu hỏi cho bạn không ạ? Tại vì là chúng ta đã hết 5 phút đặt câu hỏi cho học sinh rồi. Không, em còn câu hỏi nữa đó. Dạ. Về tính sáng tạo thì bài anh thấy bài của em rất sáng tạo, bởi vì cái ý tưởng mà nó tóm lại là cái ý tưởng mà bảo vệ tòa tháp ấy, nó là ý tưởng bình thường rồi, nhưng mà nó thêm được một cái điểm nhấn, điểm xoắn ấy, nó là có thêm của cái tòa tháp đối diện của cái địch để mình phải làm thế nào để cho quân của mình tấn công được, thì đấy anh thấy ý tưởng đấy là ý tưởng hay. Ok. Cảm ơn những lời động viên của giám khảo Lê Minh Hiếu cho bạn Đức Minh này. Và Đức Minh, sau khi con nhận được những lời đóng góp cũng như những câu hỏi của các giám khảo thì con cảm thấy thế nào? Con cảm ơn giám khảo rất nhiều vì đã hỗ trợ con làm bài thi tốt hơn ạ. Ok, những đóng góp này sẽ giúp con có thể hoàn thiện được sản phẩm của mình và tạo ra được và nó sẽ chỉnh chu cũng như là sẽ chơi sẽ mượt mà hơn con nhé. Vâng ạ. Rồi, chúc mừng Đỗ Đức.